Chương trình này được bảo trợ bởi Jin và Kim Thư Cherry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408 509 4480 714 756 1070. Happy Chuyzy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ 714 897 6100 và 714 487 7889. Hiện nay tại tiệm McDonald's có tham gia 2 bánh sausage hay chicken McGriddles chỉ 3 đồng 50 cent. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần thứ hai của chương trình Cà phê sáng của Leader Sài Gòn TV. Trước cái phần quảng cáo đó thì anh Nguyễn Trường đang nhắc đến cái tin là một người bác sĩ gốc Việt ở vùng San Diego đang bị điều tra về cái tội là gắn cái ta nghi ngờ là ông gắn cái camera lén ở trong các nhà vệ sinh nữ ở nơi đó. Thì Ngọc Lan cũng nói đến là nhiều cái người họ có những cái khuynh hướng tình dục rất là lạ lùng, bệnh hoạn, mà người ta cứ thắc mắc là tại sao một người như vậy, ví dụ như họ có địa vị, họ có học thức, nhưng mà họ lại có những cái điều khó hiểu. Thì ngày hôm qua cũng như liên quan đến một ông diễn viên gạo cội của Mỹ đó, 80 mấy tuổi, mà ông bị những người phụ nữ tố cáo về cái chuyện là ông đã từng cưỡng hiếp họ lúc mà họ còn là thiếu nữ dưới 18 tuổi vân vân. Mà bao nhiêu cái ông kia, ông đó, ông nghệ sĩ đó coi như là một cái biểu tượng của nước Mỹ nữa, cho nên là bao nhiêu cuộc mà người ta đã thưa kiện ông ta, rồi luật sư của ông, rồi bên thẩm tòa vân vân, cứ là bác bỏ hết. Nhưng mà đến ngày hôm qua thì có một người phụ nữ là đã thắng, bằng đó là có bằng chứng cho thấy rằng là ông đã thực hiện cái vụ đó, rồi bồi thường cho cái cô đó tức là 500.000 đô la. Rồi mà cái chuyện đó xảy ra từ lúc cô đó mới có 16 tuổi, bây giờ thì cô đó 60 mấy tuổi rồi. Nó có nhiều cái chuyện mà mình không có hiểu được là tại sao là họ lại như vậy. Hay là có những người họ có tiền, họ là có tiền rất là nhiều, rồi họ có những cái địa vị rất là cao, nhưng mà họ lại luôn luôn tìm những cái đứa bé nhỏ để mà họ giải quyết cái nhu cầu sinh lý của họ. Mình cũng không có hiểu được. Nhưng mà Ngọc Lan gom lại tất cả những cái đó đều là những cái căn bệnh. Họ có những cái điều gì đó nó bất thường ở trong cái suy nghĩ của họ. Ngày hôm nay đó thì khi mà nói về những cái camera mà giấu kín trong phòng đó, thì cũng có nhiều người thắc mắc lắm. Họ nói rằng là khi mà mình mướn một cái phòng ở một cái khách sạn, làm sao mình biết được là trong cái phòng ngủ mà mình mướn đó là có gắn những cái camera giấu kín. Thì thưa với quý vị, bây giờ thì kỹ thuật cao, tinh vi lắm, họ giấu những cái camera giấu kín trong phòng, làm cho mình không thế nào mà mình phát giác ra được. Thí dụ như từ những cái vật mà trang trí ở trong phòng như là bức tranh nè, cái đồng hồ nè, hay là ngay cả cái móc quần áo cũng có thể có một cái camera ở trên đó nữa. Thì hầu hết những cái camera sẽ phải nối kết với lại hệ thống wifi hoặc là điện bằng cách nào đó. Thì hay là những cái bức gương, bức kính ở trên tường đó, thì cũng có thể là mình tưởng là gương một chiều, nhưng thật ra đó là gương hai chiều. Ở trong kia nhìn ra thấy mình là không thấy người ta. Cũng có thể là như vậy nữa. Thì hôm nay đó, có một cái người họ chỉ ra một cái cách làm sao để mà biết được rằng là cái kính ở trên tường trong phòng của mình là kính một chiều hay là kính hai chiều. Nếu mà quan sát đó, thì gương bình thường nè, nếu mình để ngón tay trên cái kiếng thì cái hình mà nó ngược lại trong kính đó, nó sẽ có một cái khoảng cách như vậy. Đây, thì đó là kính bình thường. Các vị thấy ha, nếu mình để ngón tay mà thấy hai cái đầu móng tay nó chạm vào nhau như vậy, đây là kính hai chiều nè. Bên trong nhìn ra thấy mình mà mình không thấy người ta. Wow. Đó, cho nên tới phòng ngủ nào mà mướn ở đâu đó đó nha, nhìn cái kính đó, không biết là có ai nhìn mình không á, thì lấy ngón tay để lên. Đó, như vậy, cái này là có người thấy mình nè. Còn cái này thì không ai thấy mình, đây là kính một chiều. Nó phải có một cái khoảng cách. Đó, hay là người ta nói là có nhiều cái cách lắm. Khi mà những cái camera giấu kín mà về tối, ban đêm đó, nó hay có những cái luồng sáng nó phát ra để mà nó thấy được cái ánh sáng bên ngoài. Cho nên khi mà vào phòng khách sạn đó, mình kéo rèm lại hết tắt hết đèn đi, mình sẽ nhìn xung quanh, mình biết được là có cái gì đó nó chiếu vô mình, nó đang quay mình. Đó. Một cái tia nào đó, thì cái đó người ta cũng nói là cái đó thì cũng 50-50 thôi. Cũng có những cái máy bây giờ đó độ phân giải cao, megapixel đó, cho nên nó không cần cái tia hồng ngoại như vậy nữa. Thì cái đó là người ta nói là những cái máy cũ hồi xưa. Nhưng mà cũng có nhiều cái cách mà họ nói rằng là nếu mà quý vị lên trên mạng tìm hiểu đó, làm sao để tìm được là trong phòng có dấu camera đó, thì có nhiều cái cách lắm. Kể cả những cái app mình có thể download xuống trên những cái điện thoại di động của mình từ Android hay là Apple, thì cũng có những cái gọi là hidden camera detector. Nó sẽ tìm ra coi là những cái máy móc nào mà kết nối với wifi ở trong phòng của mình, nó sẽ phát hiện ra vân vân. Thì đó là nhiều cái cách như vậy để quý vị cũng đề phòng là có ai quay lén mình cái gì đó. Bây giờ có một cái nữa mà người ta chưa biết là bây giờ phải đề phòng như thế nào. Đó là họ nói hồi đó giờ mình nghe cái xe tự nhiên nó bốc cháy, nó nổ là có. Nhưng mà bây giờ một cái tủ lạnh ở trong nhà tự nhiên cái nó nổ bum lên một cái, thì cái đó là cái điều mà không phải là ai cũng đã từng có cái cơ hội để mà nhìn thấy. Thì vừa rồi đó, một người phụ nữ, cô ta cùng với lại con chó của mình đang ở trong nhà, thì tự dưng cái tủ lạnh nó rung lên xong mà nó nổ một cái, nó bay lên trên trần nhà rồi nó rớt xuống. Nó làm cho coi như là nguyên một cái bếp đó nó tan tành hết trơn. Nguyên một cái bếp nó tan tành hết. Rồi cửa sổ nhà, rồi cửa gì á, nó cũng đều bị nát bấy hết. Cái tủ lạnh nó rơi xuống thì đương nhiên đồ ăn thức uống trong đó nó bung ra, nó tràn lan ra. Mà họ nói quá là kinh khủng. Cô nói không có hề thấy một cái dấu hiệu gì báo trước là cái tủ lạnh này nó là sẽ nổ như thế. Thì khi mà lính cứu hỏa tới nơi đó, thì người ta xem xét xong thì họ trả lời với lại các báo chí, với lại các cái TV địa phương đó. Họ nói rằng là họ cái quan sát ban đầu thì họ thấy rằng là ở trong đây á, cái nhà này không có cái dấu hiệu gì là họ đang chế những cái giống như là có những cái hóa chất gây nổ, họ đang chế tác những cái đó, hay là không có một cái dấu hiệu gì hết để cho thấy cái việc đó. Nhưng mà cái chuyện mà cái tủ lạnh nó nổ, nó bay lên trần nhà rồi nó rớt xuống, rồi nó làm chấn động hết các cái cửa sổ khác ở trong nhà đều bị vỡ, thì đây cũng là lần đầu tiên họ mới thấy. Thì những người hàng xóm thì họ cũng nói là cái điều họ nghe được là họ đang có cái cô đó gần đó của nó cũng đang nằm ở ngoài sân cỏ nhà cổ, tự nhiên cũng nghe một cái tiếng nổ rất là kinh khủng. Còn ở trong nhà đó thì cái cô chủ nhà cùng với con chó nó đang nằm ở trên sofa, tự nhiên nghe nó nổ một cái cột ẩm, con chó cũng lao ra ngoài luôn thôi. Nhưng mà vô thì thấy là nó tan nát hết rồi. Thì giờ không biết cái chuyện này, cái lý do tủ lạnh nổ là cái gì. Nhưng mà Ngọc Lan nghĩ với những cái nhà nào mà có những cái tủ lạnh mà bây giờ nó đến thời kỳ nó hư rồi, nó bắt đầu nó sẽ phát ra tiếng động trước. Hay là có lúc á, quý vị sẽ nghe giống như nó rung, nó kêu là bụp. Thì lúc đó mình phải cẩn thận, là kiếm người đến coi, hoặc là coi nó đến cái thời kỳ hạn mà mình sử dụng cái chục năm chưa thì thôi để dành tiền thay cho nó chắc ăn. Tủ lạnh mà nổ ha. Dạ, nó là đây là lần đầu tiên những người lính cứu hỏa tới, người ta cũng nói không có thấy trong nhà đó đang chế tạo cái gì mà gây nổ hết. Nhưng mà cái tủ lạnh nổ mà bay lên xong nó rớt xuống rồi nó văng tung tóe hết trơn, thì lần đầu họ mới thấy. Thật là ngắn, thưa với quý vị, Tổng thống Joe Biden trong một bài diễn văn ngày hôm nay dự định là sẽ kêu gọi Quốc hội thông qua tạm thời là không thu thuế nhiên liệu, thuế xăng dầu đó quý vị, trong vòng 3 tháng từ bây giờ cho tới tháng 9, nhằm giảm cái gọi là giá tiền mà consumer là những người tiêu thụ như mình đi mua xăng đang than trời lên. Giá xăng bây giờ là 6 đồng mấy, 7 đồng cho một ga lông xăng. Mà trong đó thì thuế của liên bang rồi thuế của tiểu bang nữa làm cho chúng ta rất nhức đầu khi mà đi đổ xăng. Hồi xưa đổ một cái xe đổ bình xăng đầy đó thì 70-80 đồng, thí dụ vậy đi, 60-70 đồng, bây giờ cả 100 đồng thì mới đổ đầy bình xăng được. Thì trong một cái bài diễn văn của ngày hôm nay khi mà dự định sẽ đọc đó, thì ông sẽ kêu gọi Quốc hội thông qua. Hiện tại ở tiểu bang California mình nói riêng nha, California mình nói riêng, thì cứ 1 ga lông xăng thì mình trả 53 cent cho 1 ga lông. Đó. Còn liên bang hiện nay thì là 18 tới 23 cent tùy theo là thuế của liên bang, cho nên thuế của tiểu bang và liên bang. Rồi các nhà lập pháp ở bên Quốc hội, đặc biệt ở bên Đảng Cộng Hòa thì họ không vui cho lắm về cái gọi là dự định là không lấy thuế xăng, thuế nhiên liệu trong cái 3 tháng sắp tới, họ nói rằng là cũng không có giảm được bao nhiêu hết. Lạm phát, chiến tranh, thiếu dầu rồi cung cầu nó khác nhau, cho nên nếu mà có làm dự định cái chương trình này đó thì giảm được khoảng 1 đồng cho 1 gallon, khoảng 1 đồng thôi đó, cho nên họ nói rằng là cũng không có được bao nhiêu và sẽ tốn của chính phủ là khoảng 10 tỷ đồng tiền thuế đó. Cho nên thôi thì cứ để coi Tổng thống Joe Biden đọc xong rồi bên Quốc hội là sẽ đồng ý hay không đồng ý, là chúng ta sẽ thấy giá xăng. Tại vì đó 53 cent chấm mấy đó cho 1 gallon xăng thuế ở tiểu bang California, không nói tới thuế liên bang, tiểu bang thôi, họ dự định sẽ tăng thêm nữa trong mùa hè này, là tại vì cứ mùa hè thì họ phải bỏ những cái hóa chất vào trong đó để xăng nó không có bốc hơi nhanh trong mùa nóng nè, rồi nó không có nó ra khói nhiều nữa, môi trường này kia đó. Cho nên chúng ta xem coi là kế hoạch này có thành công được hay không. Và chúng ta sẽ quay trở lại sau một ít phút thông tin thương mại bảo trợ cho cà phê sáng hôm nay.